chế phẩm Redoxi 3C xét xử phúc thẩm cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Thường tâm mẹ gặp nạn tử vong khi đưa con đi thi lớp 10. Vụ chim tàu vịnh Lan Hạ tìm thấy nữ du khách thiệt mạng cùng sống 11 người. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 16.057 ca sốt xuất huyết thêm một ca tử vong. Thời tiết ngày 20 tháng 6 Bắc Bộ nắng nóng đỉnh điểm nhiệt độ lên đến 40 độ C. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, sau 106 trang thư viết tay kêu oan của cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung trong vụ chế phẩm Rerushi 3C, hôm nay ngày 20 tháng 6 sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm. Phiên tòa được chủ trì bởi thẩm phán Nguyễn Văn Sơn, Tránh tòa Kinh tế và dự kiến kéo dài từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6. Mời quý vị theo dõi tin tức của chúng tôi. Liên quan đến vụ chế phẩm Redoxy 3C, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã bị tuyên phạt 8 năm tù trong phiên xét xử sơ thẩm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Không đồng ý với bản án mà hội đồng xét xử đưa ra, ông Trung đã nộp đơn kháng cáo. Cùng với ông Trung, bị cáo Nguyễn Trường Giang, nguyên giám đốc công ty Arctic cũng nộp đơn xin giảm án. Xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án, sáng ngày 20 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung và Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Attic trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C trái quy định. Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn tránh tòa kinh tế làm chủ tọa, hội đồng xét xử dự kiến làm việc trong 3 ngày từ 20 đến 22 tháng 6. Trước phiên phúc thẩm, ông Trung đã gửi đến tòa bản viết tay dài 106 trang nêu 18 nội dung liên quan vụ mua hóa chất Redoxy 3C mà cho rằng mình không phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ như bản án sơ thẩm tuyên hôm 13 tháng 12 năm 2021. Trong các nội dung gửi tòa, đáng chú ý có đoạn, cựu chủ tịch Hà Nội cho rằng các cơ quan tố tụng đã không ghi nhận việc ông Trung đồng ý sử dụng hóa chất Redoxy 3C nên chỉ khoảng 24 giờ là nước hồ được làm sạch. Trong khi đó, trước đây phải mất 20 ngày để làm sạch nước. Bị cáo còn cho rằng sai phạm trong vụ án là do các đơn vị liên ngành liên quan cùng bị can Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty thoát nước đã mua Redoxi 3C không theo trình tự thủ tục. Bên cạnh đó, cựu chủ tịch Hà Nội phủ nhận việc cơ quan tố tụng cho rằng Arctic là công ty gia đình của ông Trung. Ông Trung thừa nhận có sai khi thực hiện trình tự mua Redoxi 3C, Tuy nhiên bị cáo cho rằng việc này không gây thiệt hại cho Ủy ban nhân dân thành phố mà còn mang lại lợi ích hơn bình thường. Theo phán quyết sơ thẩm, tháng 5 năm 2016, ông Trung với vai trò người đứng đầu chính quyền Hà Nội đã chỉ đạo nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm Redoxi 3 Sau đó ông Trung tạo điều kiện để Nguyễn Trường Giang đi cùng đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố sang Đức tham quan, dự triển lãm xử lý ô nhiễm môi trường mục đích để Giang tiếp cận tham gia vào quá trình mua bán hóa chất Redoxy 3C về bán cho công ty thoát nước. Sau khi được ông Trung hậu thuẫn, công ty Arctic đã độc quyền nhập chế phẩm. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo không bằng văn bản của ông Trung, bị cáo Hùng còn ủy quyền cho cấp dưới ký hợp đồng mua hóa chất về Arctic. Hành vi của ba bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước hơn 36 tỷ đồng. Liệu đơn kháng cáo kêu oan của ông Nguyễn Đức Trung có thành công hay không? Vụ chế phẩm Reduci 3C cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về phiên tòa phúc thẩm cựu chủ tịch Hà Nội trong những video tiếp theo. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài, Hà Nội và một số tỉnh thành miền Bắc đang đối diện với nguy cơ cháy nổ cao. Mới nhất trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy nhà dân ngay trong đêm. Nhận được tin tức, Công an quận Hoàng Mai đã kịp thời có mặt và dập tắt đám cháy. Hiện công an đang tiến hành giả soát hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Vào hồi 22 giờ 27 phút ngày 19 tháng 6, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy nhà dân kết hợp may mặc ở địa chỉ số 2 trên 629 Giải phóng, phường Giáp Bát. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên từ tầng 3 của căn nhà 4 tầng, diện tích căn nhà này khoảng 30 mét vuông. Phía trong có chứa nhiều vải và vật dụng sinh hoạt khiến lửa bùng lên nhanh. Nhiều người đi đường sau đó đã hô hoán và hỗ trợ lực lượng chức năng dập lửa. Ngay sau khi nhận tin báo, công an quận Hoàng Mai đã điều động 4 xe phục vụ chữa cháy đến hiện trường. Khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng cho hay thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà đi vắng. Vụ việc không gây thương vong về người, nhưng nhiều vật dụng cùng hàng hóa trong nhà, chủ yếu là vải bị thiêu rụi. Theo hình ảnh tại hiện trường cho thấy, một số căn nhà lân cận bị ám khói, may mắn ngọn lửa không lan ra các hộ dân xung quanh. Công an quận Hoàng Mai đang tiến hành giả soát hiện trường và tiến hành các thủ tục điều tra nguyên nhân vụ cháy chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị và các bạn khi có kết luận từ cơ quan điều tra để phòng chống cháy nổ nhất là trong thời tiết hanh khô quý vị cần kiểm tra cẩn thận nguồn điện các vật dụng dễ cháy trong nhà thường xuyên bảo trì và theo dõi những đồ dùng có thể trở thành nguồn gây cháy những ngày qua, mỗi nhà, mỗi gia đình có con em thi vào lớp 10 đều có chung một tâm trạng lo lắng, hồi hộp. Những tưởng bố mẹ là những người đầu tiên sẽ được nghe tin vui sau kỳ thi quyết định. Thế nhưng, như xét đánh ngang tai vào ngày 19 tháng 6, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khiến cho phụ huynh của một thí sinh qua đời ngay trên đường đưa con đến địa điểm thi. Được biết, em đã vượt qua nỗi đau và hoàn thành tốt nội dung thi môn toán trong ngày thi tiếp theo. Ngày 20 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong khi đang chở con đi thi vào lớp 10. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 6 trên tuyến Quốc lộ 17 thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thời điểm trên, thí sinh PTV, học sinh lớp 9A2, trường trung học cơ sở Dương Xá, huyện Gia Lâm, ngồi sau xe máy chở mẹ đi thi môn ngoại ngữ, môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông, tại điểm thi trường trung học cơ sở Kim Sơn. Trên đường di chuyển, hai mẹ con thí sinh PTV không may gặp tai nạn giao thông, khiến chị Hát tử vong. Để tránh làm về bị sốc và ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng vào lớp 10, nên gia đình đã giấu việc chị Hát qua đời. Đến sáng 19 tháng 6, sau khi về hoàn tất kỳ thi, thì gia đình mới đưa em đến nhà tang lễ tiến đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn đến gia đình em PTV. Hy vọng em sẽ mạnh mẽ, cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục học tập. Vừa qua trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã xảy ra một vụ lật xe container. Vụ việc đã khiến cho cao tốc kẹt cứng, các phương tiện không thể di chuyển trong khoảng 4 giờ đồng hồ, tăng đường kéo dài hàng chục km. May mắn vụ tai nạn không gây ra thiệt hại về người. Gần đây, nhiều vụ lật xe container trên cao tốc đã xảy ra. Không chỉ ở cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, mà còn có nhiều vụ lật container khác ở Long An, Tiền Giang, chắn ngang giữa hai làn đường. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 18 tháng 6, xe container biển số 51D64 đi trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đến gần cầu vượt số 2, đoạn km 29 thuộc địa bàn ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An đầu kéo xe đụng vào giải phân cách, tông gãy cột đèn và thùng container lật ngang đường. Vụ tai nạn không gây thương tích và thiệt hại về người, nhưng do thùng container ngã ra làn đường về Tiền Giang và cột đèn dài bị ngã ở làn ngược lại, khiến các xe đi từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh bị dồn ứ. Vào ngày cuối tuần, vụ việc khiến cảnh kẹt xe trở nên nghiêm trọng hơn, kéo dài hàng chục cây số. Phải mất gần 4 giờ sau, hiện trường mới được xử lý để giao thông trở lại bình thường. Khi di chuyển trên đường, các tài xế phương tiện lớn như container hay xe ben cần chú ý quan sát điều chỉnh tốc độ để không gây ra nguy hiểm cho chính mình và những người tham gia giao thông khác. Thời điểm nắng nóng là mùa du lịch cao điểm khi người người nhà nhà đều có kế hoạch đi biển tránh nóng. Tuy nhiên, vừa qua một tàu chở khách tham quan du lịch tại vịnh Lan Hạ Hải Phòng đã xảy ra va chạm với phương tiện khác khiến cho một người thiệt mạng. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của nạn nhân xấu số liên quan đến vụ tàu chuyển tải chở 12 hành khách bị chìm sau khi va chạm với tàu du lịch trên vịnh Lan Hạ, xã Việt Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng. Đại diện đồn biên phòng Cát Bà, bộ đội biên phòng Hải Phòng cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân. Theo đó, nạn nhân được xác định là Bùi Thị Nờ, sinh năm 1954, trú tại thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, vụ việc xảy ra vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 19 tháng 6 trên tuyến tham quan các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Thời điểm trên, phương tiện chở khách tham quan du lịch tuyến các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà là tàu Hồng Vân 89 HP 4610 trọng tải đăng ký 480 khách của công ty trách nhiệm hữu hạn giấc mơ Cát Bà do thuyền trưởng Bùi Văn Lăng điều khiển đã va chạm với tàu Tender Mạnh Đạt 01 HP 4872 trọng tải 12 khách do ông Nguyễn Văn Liên sinh năm 1980, địa chỉ tổ dân phố 11 thị trấn Cát Bà, huyện Cát Bà, thành phố Hải Phòng làm chủ phương tiện, thuyền trưởng điều khiển. Hậu quả tàu mạnh đạt 01 bị đám chìm tại nơi xảy ra va chạm là khu vực nối và năm cửa vịnh Lan Hạ, thuộc địa giới hành chính xã Việt Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng. Khi xảy ra va chạm, toàn bộ hành khách trên tender mạnh đạt 01 đều mặc áo phao. Ngay sau khi xảy ra sự việc, ủy ban nhân dân huyện Cát Hải đã khẩn trương chỉ đạo ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, đồn biên phòng Cát Bà huy động lực lượng, phương tiện xuồng, cano ra ứng cứu, tổ chức cứu hộ cứu nạn. Lực lượng cứu nạn đã kịp thời cứu sống 11 người, trong đó có 3 nạn nhân gồm một phụ nữ và hai trẻ em bị ngạt nước được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Cát Hải cấp cứu kịp thời. Riêng trường hợp bà Bùi Thị Nờ được xác định thiệt mạng, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân trong khoang tàu vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải đã điều một xe cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện đưa nạn nhân về địa phương. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ đã giao Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo lực lượng y tế đảm bảo điều kiện chữa trị tốt nhất đối với các nạn nhân của vụ va chạm tàu. Sở Giao thông Vận tải chủ trì cùng Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải khẩn trương xác định nguyên nhân vụ tai nạn và thực hiện khắc phục hậu quả có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các vụ việc tương tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách tham quan du lịch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong ngày 20 tháng 6 năm 2022. Mùa du lịch cao điểm cũng là lúc dễ xảy ra các tai nạn liên quan đến đuối nước hay các vụ tai nạn đường thủy. Chính vì thế, để chuyến du lịch được an toàn, quý vị cùng những người thân trong gia đình cần học bơi và những kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu trong trường hợp đuối nước. Chuyển sang những tin tức khác về tình hình dịch bệnh, dịch sốt xuất huyết đang ngày càng diễn biến phức tạp ở nước ta do số ca sốt liên tục tăng nhanh, tình trạng đáng báo động hơn khi tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 16.057 ca sốt xuất huyết và thêm một ca tử vong do bệnh này. Theo khuyến cáo từ chuyên gia, thời điểm này đang là cao điểm bệnh sốt xuất huyết. Ngày 19 tháng 6, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh SCDC cho biết, tính đến tuần 24, toàn thành phố ghi nhận 16.057 ca mắc bệnh sốt xuất, xuất huyết, tăng hơn 117% so với cùng kỳ năm 2021, 7.388 ca. Số ca sốt xuất, xuất huyết nặng 274 ca. Cũng trong tuần này, thành phố ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất, xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất, xuất huyết từ đầu năm đến nay lên 9 người. Chỉ riêng trong tuần 24, từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2022, toàn thành phố ghi nhận 2.181 ca bệnh sốt xuất, xuất huyết, tăng 606 ca, chiếm 38,5% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca sốt xuất, xuất huyết tăng ở cả trường hợp nhập viện và điều trị nội trú và khám ngoại trú. Số ca bệnh sốt xuất, xuất huyết liên tục tăng cao ở tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Những phường xã có số ca bệnh tăng cao so với trung bình 4 tuần trước là phường Tân Hưng Thuận, Thạnh Lộc, quận 12, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Theo Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến ngày 13 tháng 6, khu vực phía Nam có 39.317 ca mắc sốt xuất huyết nhập viện, trong đó có 1.193 ca nặng và 36 ca tử vong. Số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh đã đánh lên hồi chuông cảnh báo tới mọi người dân. Khi dịch COVID-19 chưa qua, tay chân miệng diễn biến phức tạp thì sốt xuất huyết cũng hoành hành để đề phòng bệnh sốt xuất, xuất huyết quý vị cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của bộ y tế thực hiện phun thuốc diệt khuẩn kịp thời khi phát hiện dấu hiệu cần báo cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn chữa trị đúng cách để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 trong nhóm dễ bị tổn thương, nhất là các em nhỏ dưới 5 tuổi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC của Mỹ đã cấp phép sử dụng đối với hai loại vaccine là Pfizer và Moderna. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC thông báo các loại vaccine phòng COVID-19 của Pfizer và Moderna đã được phép tiêm cho trẻ từ 5 tuổi trở xuống. Điều này đồng nghĩa Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên cho phép sử dụng vaccine công nghệ mRNA cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi. Với vaccine của Moderna, trẻ sẽ được tiêm 2 liều cách nhau 1 tháng, một liều cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi là 25 microgram, bằng một nửa liều tiêm cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi và 1 phần tư liều cho những người từ 12 tuổi trở lên. Trong khi đó, vaccine của Pfizer-BioNTech được phép sử dụng cho trẻ từ 6 đến 4 tuổi. Hai mũi tiêm đầu tiên canh nhau 3 tuần và mũi thứ ba sẽ được tiêm sau đó 8 tuần. Với quyết định mới của các cơ quan chức năng, có thêm khoảng 20 triệu trẻ em ở Mỹ đã đủ điều kiện để tiêm vaccine phòng COVID-19. Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Các vaccine dành cho trẻ dưới 5 tuổi vẫn chưa được cấp phép. Vì vậy, để bảo vệ con em mình trước sự tấn công của COVID-19, quý vị cần thực hiện nghiêm túc chỉ dẫn của Bộ Y tế kết hợp dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Trong khi Việt Nam đang phải nâng cao cảnh giác với bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, thì tại Anh, nước này đang thường trực mối quan tâm mới về bệnh đậu mùa khỉ. Chỉ trong tuần vừa qua, Vương quốc Anh đã có gần 1 triệu người dương tính với SARS-CoV-2. Nỗi lo Covid chưa qua, thì bệnh đậu mùa khỉ lại tới. Trong tuần qua, Vương quốc Anh có gần 1 triệu người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và dự báo số người nhiễm sẽ tăng đáng kể trong tuần này. Tổng cộng hơn 179.000 người đã tử vong ở Anh trong vòng 28 ngày qua sau khi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Từ đầu tháng 4 năm 2022, việc tự cách ly khi mắc COVID-19 ở Anh đã không còn cần thiết, nhưng khoảng 40% số người nhiễm vẫn tự giác ở nhà. Dịch COVID-19 không còn làm người dân Anh bận tâm và chỉ được xem như cúm mùa. Thay vào đó, một mối bận tâm mới đang bắt đầu chớm nở tại Anh, đậu mùa khỉ. Ca phát hiện đầu tiên ở Anh trong năm 2022 là ngày 7 tháng 5, và đến nay, Anh đã trở thành nước có số ca nhiễm bùng phát lớn nhất bên ngoài châu Phi, tổng cộng 524 ca tính đến ngày 14 tháng 6. Chính phủ Anh đã xác định đậu mùa khỉ là căn bệnh đáng quan tâm và yêu cầu các bác sĩ phải thông báo với bất kỳ trường hợp nghi mắc nào, đồng thời sẵn sàng cho việc tiêm vaccine đậu mùa. So với bộ gen ARN của SARS-CoV-2, bộ gen ADN của virus đậu mùa khỉ dài hơn 6 lần, phần nào gây khó khăn cho việc nghiên cứu. Ở Anh, nghiên cứu virus đậu mùa khỉ chỉ được tiến hành ở các phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 4, như tại PSE proton ở Salisbury. Kể từ khi xóa sổ bệnh đầu mùa, việc tiêm vaccine đậu mùa đã chấm dứt. Điều này lý giải tại sao dân số toàn cầu khó chống lại đậu mùa khỉ vì virus gây hai căn bệnh này có liên quan chặt chẽ với nhau mặc dù nguy cơ lây nhiễm diện rộng trong cộng đồng vẫn còn thấp nhưng tình hình bệnh đậu mùa khỉ hiện nay đang sóng lên hồi chuông cảnh báo rằng virus truyền bệnh từ động vật sang người là mối đe dọa đối với an ninh y tế toàn cầu và cần phải giám sát chặt chẽ các nguồn lây Thưa quý vị, những ngày qua khi bước ra đường, có lẽ quý vị đều có chung một cảm giác đó là đang đi trong nồi hấp. Sức nóng từ mặt đường bốc lên cùng với thời tiết khắc nghiệt khiến cho cảm giác khô, nóng rõ ràng hơn bao giờ hết. Dự báo ngày 20 tháng 6, Bắc Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng gay gắt và có thể kéo dài đến hết ngày 23 tháng 6. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 20 tháng 6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40 đến 46%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 10 đến 17 giờ. Nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 21 tháng 6, từ 22 tháng 6 nắng nóng có xu hướng giảm dần. Trung bộ nắng nóng và nắng nóng gai gắt có thể kéo dài đến khoảng ngày 22 đến 23 tháng 6. Sau nắng nóng, khả năng dịu dần. Ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở Trung Bộ. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20 tháng 6. Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông, nguy cơ xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ C, có nơi trên 40 độ C. Lập kỷ lục nắng nóng nhất trong năm 2022. Các chuyên gia khuyến cáo, nhiệt độ tại các đô thị lớn như Hà Nội thường cao hơn hẳn những nơi khác do tác động của hiện tượng đảo nhiệt đô thị liên quan đến quá trình đô thị hóa. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21 tháng 6. Từ ngày 22 tháng 6, nắng nóng có xu hướng giảm dần. Hà Nội ngày 21 tháng 6, nhiệt độ trong ngày giao động từ 29 đến 36 độ, ngày 22 tháng 6 từ 28 đến 34 độ. Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Lai Châu Điện Biên 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi. Vùng núi phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3 dự báo xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh trong rông. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cảnh báo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trong rông nhiệt độ thấp nhất 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió rất mạnh, nhiệt độ thấp nhất 25-28 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam chiều tối mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có thể xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và rông rải rác, đêm mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông nguy cơ xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Các chuyên gia y tế khuyến cáo để phòng chống nắng nóng, người dân cần uống nhiều nước và cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng hiệu quả. Cần ăn chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng, có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến món ăn nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể để chống nắng nóng như trái cây, rau xanh, trà sen, sữa chua, sữa tươi. Chỉ số UV ở miền Bắc, miền Trung hôm nay ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao với sức khỏe con người. Ra đường thì nên bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính dâm. Mọi người được khuyến cáo uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, rau xanh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp ánh nắng những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại